Kính chào IQ em đó, kính chào cô Xuân Mai, mến chào cô Hạnh Kiểm, mến chào cô Trần Đạo, kính chào Thái An và mến chào Nhung Phạm. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Như Pháp kính chào đạo tràng. Sa thú đành thai chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư Tôn Đức Tăng truyền trao tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Như Pháp xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn cô Cẩm Vân đã thay mặt đạo tràng lễ bái Tam Bảo và thọ trì quy giới. Như Pháp cũng xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn cô Sẵn Đông đã mở room và cho đạo tràng được thính pháp. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, hôm nay thì Như Pháp không thấy có đại đức Tuệ Đức vào trong đạo tràng nên Như Pháp đếm từ trên xuống dưới nha. Dạ, thủ cô Rạng Đông. Dạ, mời cô Rạng Đông, mời cô Cẩm Vân. Kính mời cô Sương Mai, mời cô Hà Kiểm, mến mời cô Trần Đạo và mến mời Dung Phạm, và kính mời tất cả bàn tay quý vị trong đạo tràng, vị nào có thể mời Thanh Thủy nữa. Dạ, vị nào có thể thì xin đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên. Dạ, bây giờ thì Như Pháp dùng mic cho cô Rạng Đông ạ. Sa thú cô tu nữ Như Pháp kính lễ ba ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư Tôn Đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, cô tu nữ Như Pháp. Con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 252. Su đá sang quát cha mình nhi sang á ta nô ba na đú đá sang ba rê sang hi so quát trà ní ô bu na tí giá thà phù sang á ta nô ba na trà đề tí ca linh quá ký ta hòa giá thồ su đá sang quát trà mạnh nhẹ sang á ta nô ba na đú đá sang ba rê sang hi so quát trà ní ô bu na tí giá thà phù sang Atano Panacha Đề Tí Ca Linh Quá Ký Ta Hòa Xá Thô Su Đá Sàng Quá Cha Mạnh Nhì Sàng Atano Panadú Đá Sàng Pá Rê Sàng Hí Sô Quá Cha Ní Ô Vũ Nà Tí Giá Thà Phù Sàng Atano Panacha Đề Tí Ca Linh Quá Ký Ta Hòa Xá Thô Dễ thai thấy lỗi người, lỗi mình thấy mới khó, lỗi người ta phanh tìm, như sàn trấu trong gạo, còn lỗi mình che đậy, như kẻ gian giấu bài, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Su đá sàng, quát cha mạnh nhề sàng, á tá nô bá na đút, đút đá sàng, bá rê sàng, hí sô quát cha ní, ô bú na tí giá thà phù sàng áp tá nô bá na cha đi tí cá linh quá ký ta hòa xá thô lỗi người thì dễ thấy ngay lỗi ta khó thấy khó hay dường nào lỗi người tỉ mỉ bới đào tìm trấu trong gạo đếm sao trời mờ lỗi ta ta giấu ta ngơ ta còn che đậy giả giờ ngụy trang bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời Sis Trần Đạo. Dạ, Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức Tăng. Kính lễ cô tu nữ Như Pháp, cô tu nữ Tuệ Viên. Kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Con xin kể câu kinh pháp cú số 252 ạ. Và cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sù đa sang qua chà man ni sang át ta nô ba na đục quân đa tinh sang bà rê sang hi sô vát cha ni Áo na ti ya tha vô sân Atta no va na cha de ti
ta liên hoa kỳ ta và sa thô sô ta sang hoa cha mân nhé sang a ta nô va na đột đa sang a re sang hi sô hoa cha ni a vô na đi ya tha vô sang a ta nô va na cha đê ti Kali-wa-ki-ta-wa-sat-tho. Dạy thai thấy lỗi người, lỗi mình thấy hối khó. Lỗi người ta khoanh tìm như sàn trấu trong gạo, còn lỗi mình che đậy như kẻ gian rối bài. Đó là khổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Lỗi người thì dễ thấy ngay, lỗi ta khó thấy, khó hay dường nào. Lỗi người tỉ hỉ gói đào, tiền trấu trong gạo, đến sao trời mờ. Lỗi ta, ta giấu ta ngơ, ta còn che đậy giả giờ ngụy trang. Đó là hổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con đã kể xong nha, xin gửi mít lại cho Sít Pháp Ngờ Cai ạ. Dạ, sa thủ, kính cảm ơn cô Trần Đạo và xin phép hát nguồn đọc cai nha. Dạ, cảm ơn cô Trần Đông, cảm ơn cô Trần Đạo. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng, cung thỉnh đại đức, đại đức ạ. Dạ, con thấy sư đã vào đạo tràng rồi, sư có chút máy không, sư cho con một tín hiệu ạ. Nam mô Bích Hai, dạ, dạ đại đức có chút máy không, cho con xin một tín hiệu. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng, cung thỉnh sư, tiên ông bài Pháp Quốc Kinh Sớ 252 à. Ồ, sư bị rất mít rồi. Dạ. Một là sư không nghe được, hai là sư thấy đạo tràng ôn bài rồi, sư rời trung luôn rồi. Thôi bây giờ mời Pháp Nguồn Lao Cai nha. Dạ, sa thú của Như Pháp ạ. Dạ, con kính đỉnh lễ ba ngôi tâm bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con kính đỉnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con kính đỉnh lễ cô tu nữ Như Pháp. Con xin kính chào toàn thể đạo tràng và xin phép được ôn bài câu Pháp Cú 252 ạ. Dạ, cảm ơn cô Dạng Đông, cô Hạnh Kiểm cho biết tín hiệu âm thanh tốt ạ. Dạ, con xin phép được đọc. Su Đắc Tăng Quát Cha mạnh nhề sang atta no panna đút đáp sang ba rê sang hi so qua cha ni o pu na ti ya tha pu sang atta no panna cha đề ti ca linh qua kita qua sa thụ Tu đa sang qua cha mạnh nhị sang atta no panadut đa sang pare sang hiso qua cha ni opunati yatha pu sang atta no panacha đề ti ca linh qua kitta qua sát thù. Dễ thay thấy lỗi người, lỗi mình thấy mới khó. Lỗi người ta phanh tìm như sàng trấu trong gạo, còn lỗi mình che đậy như kẻ gian giấu bài. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Lỗi người thì dễ thấy ngay, lỗi ta khó thấy, khó hay đường nào. Lỗi người tỉ mỉ bới đào, tìm trấu trong gạo, đếm sao trời mờ. Lỗi ta giấu ta ngơ, ta còn che đậy giả vờ ngụy trang. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Con xin phép được kệ. Su đa sang qua cha mạnh nhé sang atanopa na đục đa sang ba đế sang hi so qua cha hắn ni okunati ya tha pu sang Atanopa na cha đề ti ca linh quát ki ta qua sa thô su đa sang qua cha mạnh nhé sang
Atanopa Narunda sang Paresang hi so wachani Opunati yaba Yathapusang Atanopa Nachadeti Kalingwaki Tawasatho. Dễ thay thấy lỗi người, lỗi mình thấy mới khó, lỗi người ta phanh tìm như sàng chấu trong gạo, còn lỗi mình che đậy như kẻ gian giấu bài. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Lỗi người thì dễ thấy ngay, lỗi ta khó thấy, khó hay đường nào, giường nào. Lỗi người tỉ mỉ bới đào, tìm chấu trong gạo, đếm sao trời mờ. Lỗi ta giấu, ta ngơ, ta còn che đậy, giả vờ ngụy trang. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã đọc bài xong, con xin kính mời một vị kế tiếp ạ. Dạ, sa thú cô Dạng Đông. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính lệnh lễ Đức Phật, con kính lệnh lễ Giáo Pháp, con kính lệnh lễ Đức Tăng, con kính lệnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong rung. Con xin đọc ôn bài Pháp Cú số 252. Su đát sang quát chá mình nhì sang át ta nô bá ná đúc xá đúc đá sang phá rề sang hí sô quát chà ní ô phú na tí giá tha bù sang át ta nô bá ná chà đề tí cá liền quá ký tá hòa sát thổ Sú đá sang quát chá mần nhề sang Atano bá ná đúc đá sang Phá rê sang hí sô quát chà ní Ô cú na tí giá tha bù sang Atano bá ná chà đề tí Cá liền quá ký tá hòa sát thô Út đáp sang quát chá mình nhì sang Atano pa na đúc đá sang Pa rê sang hí sô quát chà ní Ô phú na tí giá tha phu sang Atano pa na chà đề tí Cá liên quá khí tá hòa xa thô Dễ thai thấy lỗi người Lỗi mình thấy mới khó Lỗi người ta phanh tìm Như sàng trấu trong gạo Còn lỗi mình che đậy Như kẻ gian giấu bài Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu Lỗi người thì dễ thấy ngay Lỗi ta khó thấy khó hay giường nào Lỗi người tỉ mỉ bới đào Tìm trấu trong gạo điếm sao mờ Trời mờ, lỗi ta giấu, ta ngơ, ta còn che đậy, giả dờ, ngụy trang, bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, thẩm nhân đã ôn bài xong, mến mời bàn tay của Sĩ Sương Mai. Dạ, yeah, alo, 1, 2, 4, chắc chị Sương Mai chị sao? Nam Mô Bụt Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, kính lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, kính lễ quý cô tu nữ, cô Như Hòa, chào quý thiền nam tín nữ. Và bây giờ tùy duyên xin kể kinh Pháp Cú số
Sudasangwat Chamanye sang Mubat Dasarisani Obunati Jathafu sang Atano Banacha Deti Kalingwa Kitakwa Sat Qua tăng A ta an hồ ba đa a rê sa nhi sô chi ô bù na ti hô sang ta ta nô na cha đê ti linh qua xa mỗi người mình thấy mới khó có lỗi ta phân tìm trấu trong gạo với mị đã gian khổ thơ thì về cõi tường nào tiền trấu trong gạo đếm sao lỗi ta ta giấu ta ngơ ta còn che đậy giả vờ ngụy trang khổ thơ hòa thượng Giới Đức. Dạ à, bây giờ tự nhiên kính mời theo hàng thứ tự đi ha, cái chị Lạc Lê. Dạ kính mời chị Lạc Lê ạ. Dạ kính cảm ơn cô, cô kính cảm ơn cô. Dạ biết cần nghe rõ. Dạ cảm ơn anh cô Như Pháp, cảm ơn Tina đã cho biết âm thanh rõ. Dạ cảm ơn chị Trần Đông. Dạ con xin đọc các bút cú số 252. Su đất sang quá cha mẹ nhề sang á tát đồ bá na nút sa sang ba rề sang hi sô quá cha cha ni ô pu na ti giác tha phù sang á tát đồ bá na cha đề tí ta linh ca linh quá ký tà vô thát thát sổ dễ thay thấy lỗi người lỗi mình thấy mới khó lỗi người tấp phanh tìm như sàn trấu trong gạo còn lỗi mình thì che đậy như kẻ gian giấu bàn. Và đó là mẫn dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Lỗi người thì sẽ thấy ngay, lỗi ta khó thấy, khó hai đường nào. Lỗi người tỉ mỉ bới đào, tìm cháu trong gạo, đêm sao mờ. Lỗi ta, ta giấu, ta ngơ. Ta còn che đậy, giả vờ ngụy trang. Và đó là bổ thơ của Ngài Giới Đức. Và con... Su đa san quang cha mạnh nhẹ sang atano pa na đút đa sang ba rê sam hi so wa cha ni o pu na ti ya tha bu sang atano pa na cha đê ti ca linh qua kinh cả quang xa thô dễ thay thấy lỗi người lỗi mình thấy mới khó lỗi người tấp phanh tìm như sàn trấu trong gạo còn lỗi mình che đậy
như kẻ giam, giấu bài, là đó bản dịch của Ngài Thượng Thích Minh Châu. Lẩu người thì dễ thấy ngay, lẩu ta khó thấy khó hay, đường nào. Lẩu người tỉ mỉ bới đào, tìm tráo trong gạo, đếm sao trời mờ. Đếm sao trời mờ, lẩu ta ta, lỗi ta đấu ta ngơ, ta giấu ta ngơ, ta còn che đại giả vờ ngụy trang giả phổ thơ ngày giới đức. Và con đã đọc xong, kính mời vị kế tiếp và cảm ơn cô Liễu Pháp, cảm ơn cô Đặng Đông. Dạ. Dạ, Sương Mai, không biết chị Trần Đạo đọc rồi chưa chị? Hay là Sương Mai đọc rồi chị đọc nhé. Sương Mai bị rớt mí không ai không biết thấy, không biết cô đọc rồi chưa. Con Sương Mai, Nam Mô Buddha Giá, Nam Mô Thầm Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính lễ chư Tôn Đức, con kính lễ chư quý bà quý cô tu nữ. Sương Mai kính chào chư quý thiện hữu. Sương Mai xin đọc Pháp Cú 252. Su Đá Sang Quát Giá Màn Nhề Sang Atano Bàn Nà Đú Sát Đá Sang Ba Rê Sang Hi Sô Quát Gia Ni Ô Pu Na Ti Giá Thà Phú Sang Atano Bàn Nà Chà Đê Tí Ca Liêm Ca Liêm Hoa Kít Ta Hoa Sát Thô Su Đá Sang Quát Gia Màn Nhề Sang Atano Bàn Nà Đú Đá Sang Ba Rê Sang Hi Sô Quát Gia Ni Ô Pu Na Ti Giá Thà Phú Sang Atano Bàn Nà Chà Đề Tí Ca Liêm Ca Liêm Hoa Kít Ta Hoa Sát Thô Su Đá Sang Quát Chà Man Nhê Sang Atano Bàn Nà Đu Đá Sang Ba Rê Sang Hi Sô Quát Chà Ni Ô Pu Na Ti Giá Thà Phú Sang A ta no pan na cha de ti ca lim wa ki ta wa sa tho su da sang wa cha man ye sang a ta no pan na du da sang ba re sang hi so wa cha ni o u nya ti ya ta pu sang A te no pan na cha de ti ca lim wa ki ta wa sa tho. Dễ thay thấy lỗi người, lỗi mình thấy mới khó, lỗi người ta phanh tìm như sàn trấu trong gạo, còn lỗi mình che đậy như kẻ gian giấu bài. Bản phổ thơ Hòa Thượng Minh Châu. Lỗi người thì dễ thấy ngay, lỗi ta khó thấy khó hay được dường nào. Lỗi người tỉ mỉ bới đào, tìm trấu trong gạo, đêm sau trời mờ lỗi ta, ta giấu ta ngơ, ta còn che đậy giả vờ ngụy trang. Bản phổ thơ Hòa Thượng Giới Đức. Và kính mời, không biết chị Trần Đạo rồi chưa, đã kính mời chị cô Nhung Phạm ạ. Dạ, sa thú cô Sương Mai ạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Thăng Maya, Nam mô Sanghaya. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt. Con kính lễ cô tu nữ Như Pháp, cô tu nữ Tuệ Duyên, cô tu nữ Phí Rí Giá Tán Ná. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin cảm ơn cô Dạng Đông đã cho bài ạ. Con xin được ôn câu Pháp Cú 252 ạ. Su Đá Sang Quát Chà Màn Nhề Sang Atano Pana Đút Đá Sang Pa Rê Sang Pa Rê Sang Hi Sô Quát Chà Ni Ô Pú Na Tí Yá Thà Phu Sang Atano Pana Chà Đê Tí Cá Linh Quá Kít Tạo Hòa Sát Thồ. Dễ thay thấy lỗi người, lỗi mình mới thấy, thấy mới khó. Lỗi người ta phanh tìm như sàng trấu trong gạo,
còn lỗi mình che đậy như kẻ gian giấu bài, lỗi người thì dễ thấy ngay. À, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ, con chẳng hỏi. Lỗi người thì dễ thấy ngay, lỗi ta khó thấy, khó hay đường nào. Lỗi người tỉ mỉ bới đào, tìm chấu trong gạo, đếm sao trời mờ. Lỗi ta giấu, ta ngơ, ta còn che đậy, giả vờ, ngụy trang. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con xin mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Khai Giác. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tu nữ. Con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc câu pháp cú số 252. Sư Đa Sang Vát Chát Man Nhê Sang Át Tát Nô Pa Na Trú Đa Sang Pa Rê Sang Hi Sô Vát Chà Ni U Pu Na Ti Yát Tha Pu Sang Át Tát Nô Pa Na Chà Tê Ti Ka Lin Vát Khi Ta Hoa Sa Thô. Dễ thấy loại người, loại mình thấy mới khó. Loại người ta phanh tìm, nhưng sàn trấu trong gạo. Còn loại mình che đậy như kẻ gian giấu bài của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sư đan sân qua chó mạnh nhê sân, anh ta nu pha ná đun đa sân. Pha rê sân hi su văn chó ni, u pu na ti ya tha pu sang an ta nu pa na cha de ti ka ling wa ki ta wa sa tu. Lỗi người thì dễ thấy ngay, lỗi ta khó thấy, khó hay dường nào. Lỗi người tỉ mỉ với đào, tìm trấu trong gạo, đếm sau trờ mờ. Lỗi ta giấu, ta ngơ, ta còn che đậy, dạo vờ, ngụy trang của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con kính tri ân quý sư, quý bà, quý cô tu nữ và đạo tràng ạ. Sa thu thì na. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức. Con thành kính lãnh lễ đại đức Tịnh Đạt vừa quan năm vào đạo tràng. Dạ, cảm ơn cô Sẵn Đông. Cảm ơn cô thì, cảm ơn thì na cho như pháp biết được tín hiệu. Dạ. À, cảm ơn cô Hành Kiểm, cảm ơn Pháp Nguồn Lào Cai. Dạ, kính bạch sư quý vị trong này sợ là hết giờ nên không có dám đưa tay, nhưng mà con khuyến khích cứ đưa tay đi. Giờ của Đại Đức Tịnh Đạt xưa rất là hoan hỷ khi thấy quý vị vào ông bài. Bây giờ thì Hành Kiểm không đưa tay thì thôi nha. Như pháp xin phép nha. Có lẽ là Hành Kiểm đường truyền không ổn nên không dám đưa tay. Dạ, sa thú lành thai, rất là hoan hỷ hôm nay có rất nhiều những giọng kệ và vào để ôn bài. Dạ, bây giờ thì đã đến giờ học bài mới câu pháp cú kinh số 253. Như pháp kính mời đạo tràng cùng với Như pháp lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư. Trước khi đạo tràng, chúng ta được Đại Đức Tịnh Đạt giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambut Tha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambut Tha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhassa. Hàng thiện tinh mãi mê trần cảnh, na nghiệp bốn bề nặng gánh lo toan. Ít khi tâm trì rảnh rang, não phiền kết buộc sân tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc, nghe pháp nhiều chư Phật ngợi khen. Phước sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng. Thỉnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo, quỳ nơi đây tâm đạo tính thành. Ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai.
Nam mô Bụt Tha Giá và đạo tràng, chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn cho chúng con được học ngữ vựng như sự vậy pháp của kinh số 253. Và Như Pháp kính cảm ơn cô Sạng Đông cho bài học, và Như Pháp kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính nhân bích đến sư. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ con kính lễ chư tăng, thương tọa Minh Hạnh, và mến chào toàn thể quý vị đang có mặt ở diễn đàn pháp cú kinh. Dạ cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu âm thanh tốt ạ. Dạ, dạ hôm nay quý vị vào rất là đông đủ, xa thú lành thai. Dạ ngày hôm nay diễn đàn pháp cú kinh chúng ta sẽ tiếp tục với câu kệ ngôn pháp cú số 253 phẩm Malavaka, phẩm câu Quế 253. Dạ bây giờ quý vị đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ bắt đầu cho buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Arahaṃ samma sambuddho bhagavā buddhaṃ bhagavantaṃ abhivādeni svakkhato bhagavata dhammo Hamang namasami Supatipanno bhagavato Savaka sangho Sangkhang namami. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá, một lần nữa con xin kính lễ chư tăng và mến chào toàn thể quý vị. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục với một câu kệ ngôn pháp cú phẩm Cấu Quế, câu số 253. Chúng ta chỉ còn hai câu. Chúng ta chỉ còn một câu, hai câu nữa là chúng ta kết thúc cái phẩm Cấu Quế này. Dạ, câu kệ ngôn pháp cú số 253 phẩm Cấu Quế có nội dung như sau. Barawacanu basisa nechang ucana sanyino asawatasawatanti Araso asawakaya Barawacanubasisa Nijang ujjana sanyino Asawatasawatanti Araso asawakaya. Ai thấy lỗi của người thường sanh lòng chỉ trích, người ấy lậu hoặc tăng rất xa lậu hoặc diệt. Ai thấy lỗi của người thường sanh lòng chỉ trích, người ấy lậu hoặc tăng rất xa lậu hoặc diệt. Bản Việt ngữ của ngài Hòa thượng Minh Châu. Bản Việt ngữ văn xuôi của ngài In Đá Chân Đá Chánh Thân. Đối với kẻ có tìm xem lỗi của người khác, thường xuyên có ý tưởng phê phán, các lậu hoặc của kẻ ấy tăng trưởng
kẻ ấy còn cách xa sự đoạn tận các lậu hoặc. Bản Việt ngữ của Ngài Giới Đức như sau: những ai chăm thấy lỗi người dễ sanh ác ý, nói lời dèm pha, người như vậy còn rất xa, xa đường thiện trí, xa nhà hiền nhân. Dạ, Nam Mô Bức Thầy nhé. Dạ, hôm nay chúng ta học câu kệ ngôn pháp cú số 253. Và cái câu kệ ngôn pháp cú này á, một lần nữa nó lại liên quan đến cái đời sống xuất gia, và một phần nào đó ý nghĩa liên quan trực tiếp với cái đời sống tạo cái sự an vui cho bản thân mình cũng như là cho mọi người xung quanh. Thì chúng ta từ từ chúng ta sẽ tìm hiểu cái duyên sự cũng như là cái ý nghĩa như thế nào của câu kệ ngôn pháp cú số 253 này. Trước tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu sơ lược về ngữ vựng câu kệ ngôn pháp cú số 253. Chúng ta có là 4 câu: Paravacchanupassisa nicchang ucchana sanyino asava tasava thanti araso asavakkhaya. Câu đầu tiên: Paravacchanupassisa. Ở đây chúng ta có một cái từ kép với ba từ para, vacca và anupassa. Anupassi. Para, vacca, anupassi. Para có nghĩa là khác. Ở đây chúng ám chỉ cho là người, đối tượng, người khác. Quách á có nghĩa là lỗi lầm. Anupassi. Ở đây chúng ta có cái từ là anu, tiếp đồng ngữ anu với lại cái căn disati là thấy đó. Anupassi có nghĩa là tìm, xét. Tìm, xét. Xét. Cố gắng tìm đó. Tìm cho thấy á. À, Anupassi. Rồi chúng ta qua câu thứ hai, đó là Nichang Ucchana Sanyino. Nichang Ucchana Sanyino. Nichang có nghĩa là thường khi, thường xuyên. Nichang là thường khi, thường xuyên. Ucchana sanyino. Ucchana cộng với là sanyi. Ucchana là sự chỉ trích hay là phê phán. Ở đây chúng ta dùng cái danh từ thì là sự chỉ trích hay là cái sự phê phán, cái việc phê phán. Sanyi là có cái tư tưởng, có cái tư tưởng về cái việc đó là chỉ trích, về cái việc đó là phê phán. Ucchana sanyi, sanyino được chia cắt. Câu thứ ba: asava tasavatthanti. Asava tasavatthanti.
Asawa có nghĩa là lậu hoặc, lậu hoặc hay là phiền não đó thưa quý vị. Lậu hoặc. Tát xá là của người ấy, của người ấy, của người ấy là của người nào, của người ấy là cái người mà có hai cái tính chất ở hai câu trên đó. Tính chất gì? Tính chất là tìm xét cho ra cái lỗi của người. Cái tính chất thứ hai đó là thường xuyên có cái tư tưởng thường xuyên có tư tưởng chỉ trích, về cái việc chỉ trích hay là phê phán, thì cái lậu hoặc của người ấy. Quách thâm tí là tăng trưởng lớn mạnh hay là càng ngày nó càng dày hơn, càng ngày nó càng nặng nề hơn. Mình dùng cái từ tăng trưởng thì thường mình nghe có cái chiều hướng đó là tốt, nhưng mà tăng trưởng của cái xấu thì không ai muốn. Câu cuối cùng, câu thứ ba, câu thứ tư đó là Araso Asawakaya. Araso Asawakaya. Ara là cách xa ra. Cách xa ra. So người ấy. So là người ấy. Asawakaya, chúng ta có một cái từ là asawa. Asawa, asawa đó chúng ta vừa học là lậu hoặc hay phiền não. Khaya là sự đoạn tận, sự chấm dứt. Asawakaya là sự đoạn tận các cái lậu hoặc. Cái từ này chúng ta rất là quen thuộc, bởi vì khi mà kết thúc một cái công đức thiện sự, buổi trì tụng công phu sáng chiều, chúng ta thường khi sẽ nguyện một cái câu để mà hướng tâm về cái việc công, hướng về sự giải thoát, hướng về cái phước vô lậu. Ít đăng quá ta mê bùn nhân a sa quắc khai gia qua hằng hồ tú anagate kale. Hãy là mối duyên lành để chấm dứt những phiền não ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai đó. Chúng ta học đọc cái câu đó nè, chúng ta có cái từ là Asawakaya, nó là sự diệt tận, sự chấm dứt các cái lậu hoặc phiền não. Dạ, như vậy thì chúng ta vừa sơ lược qua ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú số 253 này. Và một lần nữa, câu kệ ngôn pháp cú số 253 có nội dung như sau. Barajanubhasasa Nichangujanasanyino Asawatasa Watanti Araso Asawakaya. Ai thấy lỗi của người thường sanh lòng chỉ trích, người ấy lậu hoặc tăng rất xa lậu hoặc diệt. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giác. Dạ, câu kệ ngôn pháp cú số 253 này có cái duyên sự tóm tắt rất là ngắn gọn, xúc tích được Đức Thế Tôn ngài thuyết lên khi ngài ngự, ngài an ngự tại chùa Kỳ Viên Chetawana. Và cái câu kệ ngôn này đề cập nhân cái duyên sự liên quan đến một cái vị tỳ khưu tên là Ujjanasanyi. Thật sự ra cái vị này thì không có biết là tên gì đó thưa quý vị, nhưng mà do là cái vị có cái, mình có thể mình gọi là cái tật á,
hay là cái bản tính. Uchana Sanyi chúng ta vừa học đó là gì ha? Uchana Sanyi, Uchana là chỉ trích. Sanyi là cái tư tưởng, người có cái tư tưởng luôn phê phán, nghĩ về chỉ trích. Hay chúng ta dùng một cái từ đơn thuần ngắn gọn, đó là bất mãn. Người hay có cái tâm bất mãn, bất đồng. Uchana Sanyi. Cho nên trong chư tăng á, được có thể là trong chư tăng thấy cái vị này có cái tâm tính như vậy, đặt cho cái vị này cái tên là Uchana Sanyi, nhưng mà thật ra cái tên của vị này thì chưa được xác định. Một vị tỳ kheo có cái tâm tính là như vậy, có cái tâm tính là thường là Uchana Sanyi. Cái tâm tính này nó như thế nào, nó có tác hại không tốt ra sao, thì như Tịnh Đạt có nói từ ban đầu, đó là một cái câu chuyện duyên sự. Nếu nói về cái nguồn gốc thì liên quan một lần nữa đối với đời sống của một vị xuất gia. Xuất gia, kể cả nam xuất gia, nữ xuất gia. Nhưng mà xét về cái ý nghĩa thì chúng ta có thể học từ cái bài học này, ứng dụng trong cái đời sống, ngay cả là người cư sĩ tại gia. Thì cái câu chuyện này xảy ra, cái vị tỳ khưu được mệnh danh là Uchana Sanyi đó, vị luôn có cái tâm bất mãn với các vị đồng phạm hạnh, tức là những vị sư bạn đó. Và không những thế, cái vị này thường có cái soi mối tìm tòi để mà bắt lỗi. Bắt lỗi, đúng cũng bắt, sai cũng bắt, lỗi nặng cũng bắt, lỗi nhẹ cũng bắt. Bắt xong á, đem ra chỉ trích, đem ra phê phán, ra bêu ríu, làm cho người đó xấu hổ, làm cho người đó quê. Do cái tâm tính của vị này nó là như vậy. Mà cái tâm tính của vị này với các đâu phải trong kinh điển mới đề cập đến, đúng không? Mà ở trong cuộc sống của mình á, mình thấy không phải là ít. Xung quanh mình á, cũng rất là nhiều. Mà đôi khi chính bản thân mình á, mình cũng bị rơi vào cái tình trạng này. Cho nên đây là một cái bài học mà phải nói rằng sau khi chúng ta tìm hiểu, chúng ta sẽ thấy tự bản thân mình, cũng như là chúng ta sẽ có một cái kinh nghiệm để xem như là khi mà chúng ta gặp những người có cái tâm tính như vậy, chúng ta có cái cách tiếp xúc, giao du như thế nào. Và sau khi chúng ta tìm hiểu, chúng ta sẽ tìm hiểu cái cách để mà chúng ta tránh nó đi. Thì cái vị tỳ khưu này đó, sống ở trong hội chúng chư tăng, xuất gia rồi, sống ở trong hội chúng chư tăng mà có cái tâm như vậy đó, hay tìm tòi, hay bắt lỗi và chỉ trích, tại sao như vậy, tại sao lại như vậy. Thì các vị tỳ kheo khác đó thấy không vừa lòng. Đã là xuất gia, sống đời sống ly gia cắt ái, cùng chung một cái vị giáo pháp, cùng chung một cái vị thầy bậc đạo sư, cùng sống chung một cái môi trường tu tập, không có người thân, không có quyến thuộc, không còn ràng buộc bởi vợ con gia đình, mà lại không có tương thông cảm với nhau, lại đi chỉ trích. Thì các vị này thấy rằng cái việc này không có ổn, cho nên đã trình lên Đức Phật, mong rằng Đức Phật sẽ có cái
cái cách dạy dỗ cũng như là giáo huấn. Thì khi mà trình lên Đức Phật đó, Đức Phật ngày mới nói rằng này, này các tỳ khưu, cái việc mà chỉ trích hay là chỉ lỗi đó, ở trên cương vị là cái người thầy, ở trên cương vị là cái người quản lý, ở trên vị là cái người để giúp cho cái người khác được cái sự tốt, cải thiện đó, thì không sao. Còn mà cái người không có một cái trách nhiệm như vậy mà đi bắt lỗi, đi chỉ trích, đi rầy la về những cái tật của người khác á, thì với cái tâm soi mói, cái tâm xấu xa, cái tâm bất mãn với các vị đồng âm hạnh đó, thì á, ngay cả các tầng thiền cũng khó thể nào mà chứng đắc được, huống hồ đừng nói chi nói về đến cái việc mà giải thoát khỏi các cái phiền não, nó còn xa vời lắm. Thì khi mà Đức Phật Ngài nói giải thích cái vấn đề đó xong, thì Ngài nói lên câu kệ ngôn pháp cú mà chúng ta đang học ngày hôm nay, câu 253: ai thấy rõ lỗi người thường sanh lòng nóng giận, lậu hoặc ác tăng trưởng, rất xa lậu hoặc trừ. Trong cái lời của Đức Phật Ngài chỉ dạy cho các vị tỳ kheo đó, đúng ra đó là cái việc mà nói lên cái lỗi lầm của người khác á, nhưng cái tâm, cái tư thế, cái tâm thế nó là giúp cho người đó nhận ra cái khuyết điểm của mình để mà cải thiện á, với cái tâm từ bi, giống như là một vị thầy chỉ dạy học trò, giống như là một cái người quản chúng để mà gìn giữ cái nề nếp của cái hội chúng đó, với cái tấm lòng từ bi. Bởi vì vị thấy là học trò thì nhiều, nhưng mà thầy thì có một hai người thôi, chúng thì đông, nhưng mà quản chúng thì chỉ có một hai người thôi. Tại vì nếu mà để mà làm được cái công việc quản chúng hay là làm người thầy để mà chỉ lỗi cho người khác á, phải có cái tấm lòng từ bi rất là lớn, chứ không phải là người thầy hay là người quản chúng chỉ là cái người có cái kiến thức nhiều sâu rộng đâu thưa quý vị, mà là người có cái tấm lòng từ bi, biết thông cảm, biết giúp đỡ, nhằm cho cái người đó thấy được cái lỗi lầm của mình, cũng như là khi mà người đó họ giỏi, họ tiến bộ đó, thì có những cái sự khen thưởng kịp thời. Cho nên quý vị thấy đó, cái người học trò hay là chúng rất là đông, nhưng mà cương vị của vị thầy hay là người quản chúng thì rất là ít. Cái việc mà Tịnh Đạt nói rằng trong hàng trước tiên, Tịnh Đạt cũng nói về cái đời sống xuất gia đó. Tại vì cái câu kệ ngôn này đang nói trực tiếp là trong cái hội chúng chư tăng, trong cái hội chúng xuất gia, thì những vị có cái tâm tư như thế này thì sẽ ra sao thưa quý vị? Một cái người xuất gia vào trong giáo pháp thì phải nói là nhân duyên rất là lớn. Cho dù bây giờ đó, chúng ta thấy rằng cái sự xuất gia nó không quá khó, đối về cái nghi thức, đối về cái việc đó là tìm cái thầy, vị thầy để xuất gia. Nhưng cái khó là cái gì? Cái khó đó là sau khi xuất gia rồi, cái vị đó có được cái sự an vui hay không, và gìn giữ tiếp tục cái con đường gia của cái người đó được hay không, cái điều đó mới khó. Cũng giống như là quý vị cầm một cái số tiền để mà
mua một cái đồ vật. Tiền, có tiền thì chúng ta có thể mua bất cứ cái gì mà chúng ta thích, chúng ta lựa chọn. Nhưng mà cái người mà khôn khéo, cái người mà biết cân nhắc á, thì người ta sẽ nhìn xa hơn khi mà chọn một món đồ, là người ta kêu là dịch vụ sau khi mua đó, liên quan đến bảo trì bảo dưỡng, liên quan đến cái cách thức phục vụ của nhân viên của công ty đó, nó quan trọng hơn là cái giá trị món đồ hay là cái món đồ mà mình đang cần mua. Ừ. Cái người xuất gia, thưa quý vị, rằng nếu như chúng ta nói dễ thì nó cũng dễ, nhưng mà chúng ta nói khó nó cũng khó. Là như thế nào? Dễ ở đây là cái việc xuất gia, Đức Phật Ngài không có cấm đoán, Ngài không có phân biệt nam nữ, giai cấp giàu sang phú quý, hay là bần tiện nghèo khổ ăn xin. Ngay cả những người nô lệ, Ngài đều mở rộng tấm lòng, mở rộng vòng tay, cho phép những người đó được xuất gia. Nhưng khó là khó như thế nào? Khó là cái người đó có khởi lên cái tâm muốn xuất gia hay không? Cái duyên xuất gia của người đó nó mỏng, nó dày như thế nào? Và cái khó hơn nữa đó là sau cái xuất gia, giống như chúng ta là sau cái món đồ, sau khi xuất gia thì chúng ta sẽ là người như thế nào? Sống với cái đời sống xuất gia có được cái sự an vui hay không? Đó là cái vấn đề rất là khó. Chứ không phải là xuất gia rồi chúng ta muốn ở đâu ở, muốn tu gì tu, muốn đắp cái y đắp. Nó dễ thì cũng dễ, mà khó nó cũng khó. Và đặc biệt đối với những người có cái nết, mình nói là cái nết á, nên nó có cái tính trung lập á, hay là nó nặng hơn, rõ hơn là cái tật á, như là cái vị tỳ kheo đang được đề cập ở trong câu chuyện đó, là vị Uccanasanyi đó, thì Tịnh Đạt phải nói rằng cái vị này, cái đời sống xuất gia của vị này cực kỳ là khó tìm được cái sự an vui nơi cái đời sống xuất gia, và cực kỳ là khó có thể kéo dài cái đời sống xuất gia. Và sớm muộn thì nếu như không có được cái sự giúp đỡ hay là không khắc phục được thì sớm muộn thì cái vị này cũng hoàn tục trở về thôi. Mấy vị thử xét lại ở trong cái kinh nghiệm cuộc đời của mình á, mấy vị từng tiếp xúc, từng bắt gặp những cái vị mà xuất gia hoàn tục về nhà đó, có nhiều cái lý do lắm, nhưng mà chiếm phải nói là 70-80% ở trong đó là không có được cái sự an vui nơi cái đời sống xuất gia. Còn cái lý do giống như là cha mẹ không ai chăm sóc hay lý do cá nhân thì nó rất là ít. Nhưng mà cái lý do lớn nhất, nhiều nhất, chiếm đại đa số đó là không tìm được cái sự an vui nơi đời sống xuất gia. Và không tìm được sự an vui, nó có nhiều cái nguyên nhân nó dẫn đến. Và một trong những nguyên nhân nổi bật nhất đó là sự bất mãn với cái đời sống xuất gia. Bất mãn với đời sống xuất gia là sao? Ở trong kinh Trung Bộ đó, chúng ta còn nhớ cái bài kinh số 16, kinh Tâm Hoang Vu đó, thưa quý vị. Cái bài kinh nó rất là rõ, cái bài kinh nó nói rất là chi tiết. Với một người có cái tâm hoang vu, ở đây kể cả người xuất gia và người tại gia cư sĩ, nếu như có cái tâm hoang vu đó, thì phải nói rằng cực kỳ là khó để mà có được cái sự an vui
ở trong cái đời sống phạm hạnh, hay là có cái sự an vui trong cái Phật pháp, trong cái việc mà chúng ta tìm hiểu Phật pháp, theo đuổi Phật pháp, nó rất là khó. Năm tâm hoang vu đó là gì? Đây Tịnh Đạt có kể chi tiết về cái vấn đề tâm hoang vu, nhưng mà Tịnh Đạt xin được nhắc sơ. Cái tâm hoang vu thứ nhất đó là nghi ngờ. Nghi ngờ về Đức Phật. Không có niềm tin nơi Đức Phật. Không có niềm tin Đức Phật có thật hay là không. Không có niềm tin nơi ân đức của Đức Phật. Cái tâm hoang vu thứ hai đó là nghi ngờ về giáo pháp lời dạy của Đức Phật. Nghi ngờ cái lời dạy của Đức Phật có phải là chân lý hay không. Cái tâm hoang vu, hoang vu có nghĩa là nó hoang dại, nó không có định hướng, nó không có rõ ràng đó. Nó mơ hồ, nó không lối đi, nó mịt mù. Và cái tâm mà mê mịt mù, không có lối đi đó, thứ ba đó là nghi ngờ về Tăng, là đệ tử của Đức Phật. Cái thứ tư là nghi ngờ về học giới. Những cái giới, những cái điều giáo lý mà chúng ta đang thọ trì, chúng ta đang tìm hiểu, chúng ta lại tiếp tục nghi ngờ, không biết cái điều mà chúng ta thực hành đây, chúng ta gìn giữ đây, nó có lợi ích gì hay không. Và đặc biệt cái điều cuối cùng, nó liên quan với cái câu kinh mà chúng ta đang học ở đây, liên quan đến cái giới tình duyên sự này, là phẫn nộ với các bạn đồng phạm hạnh. Tình này xin được trích cái đoạn này để trình để cho các quý vị chúng ta thấy, tại vì nó có liên quan trực tiếp, cho nên chúng ta sẽ nói về vấn đề này nhiều hơn. Và lại nữa, chư tỳ kheo, tỷ kheo phẫn nộ đối với các đồng phạm hạnh, không có hoan hỷ, tâm tư chống đối, cứng rắn. Chư tỳ kheo, tỷ kheo nào phẫn nộ đối với các vị đồng phạm hạnh, không có hoan hỷ, tâm tư chống đối, cứng rắn, thời tâm của vị này không hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn. Nếu như tâm của ai không hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm hoang vu thứ năm chưa được diệt trừ. Nha, Tịnh Đạt xin copy lên trên cái bảng quý vị thấy. Ở đây một cái điều mà Tịnh Đạt thấy ở trong bài kinh Năm Tâm Hoang Vu, trong kinh Tâm Hoang Vu đó được trình bày, và nó liên hệ trực tiếp. Bởi vì ở trong cái câu kệ ngôn pháp cú số 253 đó, nếu như cái vị nào, ở đây là cái vị tỳ kheo Uchanasanyi, có cái sự là tìm lỗi, chỉ trích phê phán, thì cái người đó càng xa cái việc đó là diệt trừ phiền não. Và ở trong cái câu kinh của bài kinh Tâm Hoang Vu đó, cái Tâm Hoang Vu thứ năm đó là cái vị tỳ kheo phẫn nộ với bạn đồng hành. Ở đây chúng ta sẽ tóm gọn lại bằng một cái từ, đó là bất mãn hay là bất đồng. Thì nó dẫn đến là cái tâm của vị này sẽ không hướng về cái sự nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn. Nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn nói về cái sự liên tục đó, cái sự mà vượt qua những cái thử thách, những cái khó khăn đó, ở trong cái đời tu, để mà đạt được những cái kết quả về thiền, về đạo quả, về giải thoát, về giác ngộ. Bởi vì tâm của vị này đó luôn luôn có bị cái sự là sân hận nó đốt, cái sự nóng nảy,
ở chung với lại hội chúng chư tăng, ở chung với huynh đệ trong chùa mà cứ nhìn cái vị này cũng không có hoan hỷ, nhìn cái vị kia cũng không có hoan hỷ, sao vị này lại đi đứng vội vã như vậy, sao cái vị này mặc y lại lâu tô lết thết như vậy, sao cái vị này tới ngày rằm 30 mà không cạo đầu, sao cái vị này nói chuyện cười lớn như vậy, sao cái vị này móng tay móng chân không cắt để dài như vậy. Nhìn rất là xét nét chi ly để mà sanh lên cái tâm đó là bất mãn. Rồi cái vị này như thế này, cái vị kia như thế kia. Quý vị biết là mỗi một người sẽ có một cái tật khác nhau, mỗi một người sẽ có một cái phiền não và cái bất cẩn khác nhau. Và nếu như chúng ta không có cái sự thông cảm, không có cái sự đồng cảm với nhau để mà vui hòa sống chung đó, thì sớm muộn gì vị này có đi đến hội chúng nào, có đi đến ngay cả ở những cái trường thiền nghiêm chỉnh, tâm của vị này cũng y chang như vậy, cũng sanh lên cái sự tại sao như vậy, tại sao như thế này, tại sao như thế kia, tại sao cái vị đó không làm theo ý như mình nghĩ. Quý vị thấy khổ không? Mà này, cái này là cái tật mà nói cho thẳng ra đó, đó là cái tật tiềm ẩn trong quá khứ một phần, nhưng mà một phần đó là do cái người này đa phần là lớn tuổi mới đi tu. Bởi vì cái sự va chạm tiếp xúc với ngoài đời á, rồi nó làm cho cái người này có những cái nhận định, những cái suy xét, cũng như là khi mà mình lớn tuổi, mình bị cái hạn chế về cái tuổi tác khi mình bước vào chùa đó, là mình là sư đệ, mình là người nhỏ, mình không có đồng ý với cái người nhỏ tuổi hơn mình mà tu trước, nó nhiều thứ như vậy lắm. Thì nếu mà không dẹp được cái điều đầu tiên là phải chấp nhận đó, thì sớm muộn gì cái cuộc đời, cuộc tu của người đó cũng chấm dứt, cũng dừng lại thôi. Bởi vì cái sự đốt nóng ở trong cái tâm của vị đó, sáng cũng bị nóng, mà trưa cũng bị nóng, chiều cũng bị nóng, mà lỡ bữa nào mà xui xui mà gặp tiết trời nó hơi xấu, bệnh cảm đó, nó đốt còn dữ hơn nữa. Tại vì lúc đó cái tâm nó còn yếu hơn nữa. Bình thường là cái tâm nó còn chút xíu năng lượng đó, nó còn chống đỡ được. Nhưng mà khi mà cái tâm nó bị xìu xuống, nó cạn kiệt năng lượng, thì lập tức những cái phiền não nó sẽ đánh một tập trung, thì nó rất là nguy hiểm. Và quý vị biết cái sự bất mãn này đó, riêng cái phần mà bất mãn đối với các vị đồng phẩm hạnh đó, nó tình đạt không biết giải thích như thế nào để các vị cảm nhận được. Bởi vì cái sự bất mãn này nó không chỉ là chặn đứng cái sự an vui trong cái đời sống xuất gia ngay tại điểm đó, mà nó khiến cho vị này rất là dễ mà bỏ chiếc y để hoàn tục. Và đặc hơn, nó nặng nề hơn là nó sẽ là cái cản trở cho vị này quay trở lại với Phật Pháp, và mất luôn cái niềm tin nơi tâm bảo. Cái tâm bất mãn nó nguy hiểm như vậy đó. Nó nguy hiểm như vậy đó. Chứ không đơn thuần là tu không được, hết duyên, hoàn tục. Cái đó rất là bình thường. Nhưng mà để cái tâm bất mãn mà nó nóng, nó đốt, nó thiêu đó, thì nó cháy luôn cái niềm tin luôn. Cho nên làm sao để mà mình giữ được cái tâm, đừng để lên cái tâm, khởi lên cái tâm bất mãn. Thường khi đó thì các vị lớn hay dạy đó, một cái người mà học nhiều, một cái người hiểu rộng, những cái vị có cái tâm thông cảm rất là lớn. Khi mà mình đủ chín chắn
mình đủ cái kinh nghiệm đời, kinh nghiệm tu tập đó, và mình có cái sự an vui ở trong Phật Pháp đó, và mình tìm hiểu nhiều ở trong Phật Pháp đó, thì mình sẽ có cái cách nhìn đó là thông cảm. Cái cách nhìn thông cảm này nó rất là hay. Khi mà mình khởi lên cái tâm bất mãn đối với cái những người trên mình hay là những cái người thấp hơn mình, dưới mình, cái sự thông cảm này nó làm cho mình chấp nhận, làm cho mình chấp nhận. Nếu như mình có khả năng để mà giúp đỡ, để giúp cho người đó thấy được cái lỗi lầm để mà cải thiện đó, thì tốt. Còn không thì nó không có đốt nóng mình, thì đó là cái tâm chấp nhận. Còn một cái phương pháp nữa đó, mà có thể chúng ta ai ở đây cũng có từng nghe nói đến, đó là cái phương pháp hay là cái cách sống sáu pháp hòa kính. Sáu pháp hòa kính, cái điều này nó lạ lắm. Khi mà chúng ta tìm hiểu Phật Pháp đó, chúng ta sẽ thấy rằng Đức Phật Ngài không phải là chỉ, Ngài chỉ dạy những cái gọi là, Ngài chỉ dạy những cái điều đó là phiền não, giác ngộ, đó là cái cốt lõi. Nhưng mà bên cạnh đó, Ngài dạy luôn cái đời sống, cái cách sống và cái khéo léo trong cái đời sống đó. Thì cái điều này nó liên quan đến người xuất gia và người tại gia cư sĩ luôn. Quý vị thấy rằng trong cái gia đình chúng ta sống đó, cha mẹ, ông bà, con cái, mà nếu như là các thành viên mà có cái sự bất mãn, bất đồng với nhau thì gia đình đó làm sao? Lúc mà nhẹ đó thì còn sống chung được, lâu lâu lớn tiếng, hay là lâu lâu chiến tranh lạnh không có nói chuyện. Nhưng mà nặng thì sao? Bắt đầu xích mích, xui rủi nữa là kinh tế, ngay cái thời điểm mà kinh tế eo hẹp, thất nghiệp, đồng lương thì không tăng, cái cuộc sống là chật vật. Xui mà rớt vào những cái tình huống như vậy, mà gặp những cái tâm bất mãn mà nó nóng, nó đốt nữa, thì phải nói là cái gia đình đó mất hạnh phúc, không có một chút xíu gì an vui trong cái tình nghĩa vợ chồng, anh em, không có một chút xíu gì hòa thuận ở trong một cái gia đình quyến thuộc hết. Gặp nhau là mặt lớn mặt nhỏ, gặp nhau là quánh mặt làm ngơ. Cái tâm bất mãn nó làm cho gia đình, làm cho quyến thuộc, làm cho một cái tập thể nó tan rã. Và nó không phải là nó tan rã một cách thô tháo, mà nó âm thầm, nó từ từ, một khi nó bùng phát rồi thì không có cách nào để chữa hết. Tại vì nó sức mẻ rồi, nó sức mẻ, nó ngấm ngầm ở trong đó rồi. Sáu pháp lục hòa mà Đức Phật Ngài dạy để cho tất cả các hội chúng nào, những tập thể nào cũng có thể áp dụng để mà có cái sự an vui. Thì sáu pháp lục hòa thì quý vị cũng đã từng nghe rất là nhiều lần rồi, thì Tịnh Đà cũng xin được nhắc lại một tí xíu, cũng như là nói về cái phương pháp để mà chúng ta khắc chế cái sự bất mãn ở trong gia đình, ở trong quyến thuộc, ở trong tập thể, và nhất là đối với cái hội chúng là người xuất gia thì cũng rất là cần hơn những cái tập thể khác về cái sáu pháp lục hòa này. Cái điều thứ nhất đó là thân hòa đồng trụ hay là thân hòa đồng tu đó. Tức là khi mà mình ở chung với nhau thì mình sẽ chia sẻ, san sẻ những công việc với nhau.
sống chung để mà giúp đỡ lẫn nhau, trách nhiệm, phân công để mà hoàn thành, chung tay lo cho một cái ngôi tam bảo. Khẩu hòa vô tranh hay là lời nói hòa hợp đó, khi mà mình nói chuyện, mình tiếp xúc, mình giao du, mặc dù đó là người thân, người quen, nhưng mà mình vẫn phải lựa lời để mà không có phiền Phật ý với nhau. Cái phiền trong cái lời nói nó vô tình hay là cố ý á, thì đều phải cẩn trọng hết. Bởi vì cái lời nói á, khi mà một khi mình nói ra rồi đó thì không thể nào rút lại được. Cái thứ ba đó là ý hòa đồng diệt hay là ý hòa cùng vui đó. Sống với nhau, mình thông cảm với nhau, rồi một cái sự tiến bộ, không có cái sự đố kỵ, không có sự chỉ, có cái tư tưởng để mà hơn thua. Rồi giới hòa đồng tu. Ở trong hội chúng người xuất gia thì có những cái giới luật mà Đức Phật Ngài ban hành, cứ nương tựa theo giới luật đó mà sống. Những người xuất gia cư sĩ, những người bạo thì cũng có những cái giới luật, cũng như là sống trong tập thể xã hội, sống trong cái môi trường là trường học, là công ty, là xí nghiệp, thì chúng ta những cái nội quy, thì chúng ta cứ nương vào cái nội quy, nương vào cái luật pháp để mà chúng ta có cái sự đồng nhất với nhau. Rồi cái thứ năm là kiến hòa đồng giải, tức là khi mà chúng ta thấy điều hay, điều phải thì chúng ta cùng nhau chia sẻ. Mặc dù là những cái lúc mà hội họp để mà đưa ra những cái quyết định đó, chúng ta lớn tiếng để mà nêu ra những ý chính kiến, đó là những cái lúc mà cần phải nói lên sự thật. Nhưng mà ngoài cái đó ra thì chúng ta sẽ thấy rằng đó là có những cái điều gì hay, những cái điều gì mà khuyên răn cho đúng đắn thì chúng ta đem ra để mà chia sẻ lẫn nhau. Và cái thứ tư, thứ sáu cuối cùng đó là lợi hòa đồng quân, lợi hòa, lợi lộc cùng chia sẻ, không có chiếm phần lớn về mình, không có cái phân biệt đối xử. Không có phân biệt đối xử. Nếu như một trong cái tập thể nào, ngay cả người xuất gia, người tại gia cư sĩ, ở trong một công ty, ở trong một cái xí nghiệp, trong một cái xã hội, mà chúng ta có được cái sáu điều này, phải nói rằng cái hội chúng đó, cái tập thể nó rất là mạnh. Ở đây cũng vậy, nên mà chúng ta có thể áp dụng được sáu cái điều này, phải nói rằng là một cái gia đình đầm ấm, an vui, không có tranh chấp, ai cũng là tương thân tương ái với nhau. Thì ngày hôm nay chúng ta nói về câu kệ ngôn pháp cú số 253. Ai thấy lỗi của người thường sanh lòng chỉ trích, người ấy lậu hoặc tăng, rất xa lậu hoặc diệt. Nói về cái đời sống bản thân mình cũng như là cá thể trong một cái tập thể, hãy rất là cẩn trọng về cái lời nói, về cái hành động, về cái tư tưởng. Đừng để cho cái sự bất mãn với những người sống chung mình nó nung nấu nó cái sự an vui của bản thân mình. Bằng cách đó là chúng ta hãy tập với cái sự chấp nhận, với cái sự thông cảm, và chúng ta học theo cái lời Phật dạy với cái sáu cái pháp hòa kính. Tất cả những cái lợi lộc, những cái điều hay, điều phải, chúng ta đem ra chia sẻ và cẩn trọng trong cái lời ăn, tiếng nói, công việc, gánh vác, phân điều đặn, không có lánh nặng, lánh nhẹ tìm, lánh nặng tìm nhẹ.
thì phải nói rằng chúng ta sẽ có được cái sự an vui. Cái điều này nó rất là dễ, quý vị đến một cái hội chúng nào, đến một cái ngôi tam bảo nào, chúng ta chỉ cần quan sát là chúng ta sẽ thấy. Quan sát là chúng ta sẽ thấy là cái hội chúng này có được cái sự hòa hợp hay không, có được cái sự an vui hay không. Chỉ cần quan sát thôi, không cần phải ở chung. Tại vì cái điều này nó không thể nào giấu được. Với một người có kinh nghiệm cuộc sống, chúng ta sẽ nhìn nhận ra rất là dễ dàng. Đến với gia đình nào cũng vậy, chúng ta thấy là gia đình đó có được an vui đầm ấm không, chúng ta nhìn thấy liền chứ chúng ta, mặc dù là chúng ta không nói thôi, nhưng mà chúng ta sẽ thấy. Thì người khác đến gia đình mình, người ta cũng phát hiện y chang như vậy thôi. Ở đây không nói là người ta đánh giá, nhưng mà cái việc mà hòa hợp, an vui, hạnh phúc là chính từng cá thể, từng thành viên ở trong một tập thể, chúng ta cùng nhau để mà cố gắng thì sẽ mang lại cái sự an vui trong cái đời sống xuất gia hay là đời sống tại gia cư sĩ. Thì qua câu kệ ngôn Pháp Cú số 253 này, trên đài cờ chia với diễn đàn Pháp xin được kết thúc tại đây. Con xin tri ân chư tăng và tri ân tất cả quý vị đã tham gia diễn đàn Pháp Cú Kinh đều đặn như là những ngày trong tuần. Và một lần nữa xin được kính chúc sức khỏe và kính chúc sức khỏe chư tăng và tất cả quý vị, luôn mong cho tất cả quý vị luôn được sự an vui tấn hóa. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, kính mời cô Cẩm Vân trở lại với diễn đàn ạ. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân đại đức Tịnh Đạt đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân đại đức Tịnh Đạt. Và con kính thỉnh thượng tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến thượng tọa Minh Hạnh. Và con kính thỉnh thượng tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến thượng tọa Minh Hạnh. Bhagavato sappamangalam rakkhantu sabbe devata sappabhutana bhavena sada sotevantu te. Bhagavato sappamangalam rakkhantu sabbe devata sappadhammana bhavena sada sotevantu te. Bhagavato sappamangalam rakkhantu sabbe devata sappasankhana bhavena sada sotevantu te. Tất cả phụng hạnh con đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ huệ đức của chư Phật, do nhờ huệ đức của giáo pháp, do nhờ huệ đức của chư tăng các sự thánh lợi thường thường đến người, cầu xin cho qua của tâm tinh thành tâm bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh đại đức Tịnh Đạt cùng chư tôn đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Ya le wa ta san ti vi ha ra wa si ni thu pe ga re bo thi ga re ta hin ta hin ta tham ma đa đề na ba quan tu bù chi ta sot thiền ca ron te tha vi ha ra măng đa